Diễn biến mới, vụ khóa cửa nhốt cán bộ kiểm tra công trình. Từ những cơn cuồng ghen không kiểm soát được, những vụ thảm án giết người tàn nhẫn gây rúng động dư luận đã xảy ra. Làm gì để loại bỏ máu ghen là nội dung sẽ được bàn luận trong chuyện bức xúc ngày hôm nay. Về Cần Thơ, làm quen chú gà tre Lai thông minh là gương mặt thương hiệu thu hút nhiều khách hàng đến với tiệm hớt tóc. Câu chuyện đằng sau người đàn ông có 12 người vợ, 102 con và 576 đứa cháu. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống đương đại của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Chúng tôi là Đào Duy và Thu Hà. Rất vui được đồng hành cùng tất cả quý vị khán giả trong 30 phút phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi càng cảm thấy vinh dự hơn nữa khi là những MC được giao trọng trách dẫn cho số đầu tiên của Nhịp sống đương đại, một chương trình truyền hình cập nhật nhiều nội dung nóng và mới lạ, với mong muốn mang đến cho quý vị khán giả những câu chuyện nóng hổi, những sự kiện đang được xã hội và dư luận quan tâm. Và không chỉ có như thế, thưa quý vị, các vấn đề đáng cảnh báo cùng những sự việc, câu chuyện thú vị, độc lạ về mọi mặt của đời sống dân sinh cùng những giai thoại nhân văn trong đời sống hôm nay cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ đến quý vị trong mỗi chương trình. Và ở thời điểm này thì Thu Hà có cảm thấy hồi hộp không ạ? Thật sự lúc đầu thì Thu Hà cảm thấy rất là hồi hộp. Nhưng mà bây giờ thì Thu Hà lại cảm thấy rất là phấn khích. Muốn ngay bây giờ được đi vào những nội dung hứa hẹn rất là hấp dẫn được ban biên tập của chương trình Nhịp sống đương đại chuẩn bị cho tất cả chúng ta. Vậy thì ngay bây giờ, thưa quý vị, cho phép chúng tôi xin được mời tất cả quý vị khán giả cùng đến với phần đầu tiên của chương trình. Đây là đối tượng Võ Quyết Thắng đang bị các trinh sát khống chế. Trước đó ngày 2 tháng 2, trong lúc đối tượng đang vào bãi rác để lấy ma túy thì phát hiện có các lực lượng chức năng nên đã bỏ chạy. Các trinh sát tích cực truy đuổi, quật ngã rồi khống chế đối tượng tại km 229-900 đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, thuộc địa phận thôn Miệt Cũ, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa. Để phá án, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Phòng BC04 Công an tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Biên phòng Quảng Trị đã tổ chức mật phục và bắt quả tang đối tượng Thắng, 31 tuổi, trú tại thôn Hòa Thành, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, đang thực hiện hành vi vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là đối tượng trong chuyên án QT1222. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại đèo Mimosa, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo hình ảnh camera giám sát ghi lại được, chiếc xe ô tô tải này khi chạy đến khúc cua giữa đèo thì bất ngờ tông vào xe taxi, khiến xe này rơi xuống mương thoát nước. Sau đó, xe tải tiếp tục tông một ô tô con khác đang chạy phía trước, đẩy chiếc xe này trượt 50m rồi húc sang bên trái làn đường. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục tông vào xe bán tải đang lưu thông theo chiều ngược lại lên đèo, khiến xe này văng vào lan can đường. Sau đó xe tải lao sang phía lề đường bên trái rồi lật bên vệ đường. Lúc này xe tải mới chịu dừng lại. Vụ tai nạn khiến 4 tài xế bị thương nhẹ. Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nặng, chiếc xe tải bị lật nghiêng ven đường, 2 chiếc xe con nát gần hết phần đầu xe. Vụ tai nạn khiến tuyến đường bị ách tắc khoảng 1 giờ đồng hồ. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan liên quan nhanh chóng có mặt phân luồng điều tiết giao thông và điều tra xử lý vụ việc. Liên quan vụ cán bộ đi kiểm tra nhà xây dựng không phép bị chủ nhà nhốt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thúy vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nhà này là ông Đào Chí Tâm, sinh năm 1989, ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu, với tổng số tiền 52,5 triệu đồng về hành vi chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở và hành vi tổ chức thi công công trình không phép xây dựng. Trước đó, chiều ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường 7 phối hợp phòng quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu kiểm tra công trình của ông Tâm. Khi ông Tâm mở khóa để thợ xây ra ngoài, thì lực lượng chức năng vào kiểm tra. Ông Tâm phản ứng bằng cách khóa cửa, nhốt hai cán bộ thi hành công vụ. Trước sự bức xúc của người dân đang chứng kiến vụ việc, khoảng một phút sau, ông Tâm mở cửa và yêu cầu những người làm nhiệm vụ ra ngoài. Xét thấy có dấu hiệu vi phạm chống đối người thi hành công vụ, giam giữ người trái pháp luật của ông Đào Chí Tâm là rất nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã kiến nghị Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan công an điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm chống đối người thi hành công vụ, giam giữ người trái pháp luật của ông Đào Chí Tâm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
chồng đâm vợ tử vong vì ghen tuông. Vụ hai vợ chồng thợ may tử vong do ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự tử. Thảm án trong đêm và cơn ghen của kẻ thủ ác, hai cái chết bí ẩn. Ghen tuông mù quáng, câu dây điện vào cổng rào để hại tình địch. Tưới xăng đốt người giữa đường vì ghen tuông. Nghi vấn ghen tuông, chồng sát hại vợ rồi tự tử. Máu ghen và tội ác. Đó là những vụ thảm án gây rúng động xảy ra trong thời gian gần đây. Và điểm chung mà chúng ta có thể nhận thấy ở những vụ án tàn nhẫn phi nhân tính này, thưa quý vị, đó là hai chữ ghen tuông. Vâng, nếu như nói đến tình yêu thì đúng, ghen tuông là một loại cảm xúc, một thứ gia vị không thể thiếu của con người. Nhưng ghen tuông thì lại chính là con dao hai lưỡi, khi vừa đem lại cảm xúc nhưng cũng vừa có thể gây ra hậu quả khôn lường nếu chúng ta không kiềm chế được bản thân của mình. Và những vụ thảm án đau lòng vừa nhắc đến chính là minh chứng cho điều đó. Dạ, khi mà Đào Duy nói về tình yêu và sự ghen tuông á, thì Thu Hà cảm thấy chuẩn xác quá trời luôn. Mà người ta thường nói á, có yêu thì mới có ghen. Không yêu á, thì dù có ích kỷ đến mấy cũng chẳng ai mất công ghen tuông với người dưng. Có đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Có điều á, khi mà đọc những cái tin tức về người hại người vì ghen tuông xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây á, khiến cho Thu Hà cảm thấy rất là bức xúc. Đến mức sợ hãi cái chuyện yêu đương luôn á, Đào Duy. Dạ. Thu Hà nghĩ rằng là có khi nào mà mình đừng có dính vào lưới tình để không phải trải qua nỗi ám ảnh mang hai chữ ghen tuông đó không? Chúng ta thấy rằng là bất cứ người phụ nữ nào cũng rất là sợ và bị ám ảnh bởi chữ ghen tuông. Nhưng có lẽ không ít bạn trẻ cũng sẽ có suy nghĩ giống như Thu Hà. Nhưng Đào Duy nghĩ rằng quan điểm như thế thì có phần nó hơi tiêu cực. Và chúng ta cũng không nên là cổ suý cho người khác theo hướng cục như vậy. Bởi lẽ chúng tôi tin rằng là vẫn còn nhiều cách để giải quyết vấn đề cho sự ghen tuông. Một khi chúng ta thấu hiểu về cảm xúc này, và để giúp cho chúng ta phân tích về cảm xúc ghen tuông một cách tường tận và những vấn đề pháp lý liên quan, thì Nhịp Sống Đương Đại ngày hôm nay có mời đến một vị khách mời để cùng tham gia và trao đổi về chủ đề đáng quan tâm này. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa tất cả quý vị, đến với buổi trò chuyện, cho phép chúng tôi xin được giới thiệu luật sư Đinh Thị Quỳnh Như đến từ công ty An Luật. Xin chào chị ạ. Xin chào Đào Duy và xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ thảm án gây rúng động dư luận vì mức độ tàn độc của nó, như là vụ chồng đâm chết vợ ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội vào ngày 31 tháng 1, hay là vụ mẹ chồng và con dâu dùng xăng đốt một cô gái trước đó vào ngày 26 tháng 1, có nghĩa là ngay mùng 5 của Tết Nguyên Đán. Và một điều đáng chú ý đó chính là những vụ việc này đều xuất phát từ ghen tuông. Xin phép được hỏi chị Quỳnh Như, chị có phải là một người phụ nữ thích ghen không ạ trong tình yêu? Nếu nói bản thân Như á, là người phụ nữ thích ghen hay không á, thì có thể là Như không khẳng định được. Nhưng mà Như cũng có thể nói là Như cũng là người phụ nữ có cái máu ghen trong người. Chứ không phải là không, mình không có ghen tuông gì hết thì cái đó là không đúng. Dạ, chúng ta có thể thấy rất là rõ là vì không kiểm soát được cái mức độ ghen tuông nó dẫn đến những cái vụ thảm án đau lòng như thế. Thì khi mà chị biết được những cái thông tin như thế thì chị có những cảm nhận như thế nào? Chúng ta đều cùng một cái quan điểm là chúng ta không đồng ý và thực sự lên án những hành vi như thế này. Bởi vì cái điều này đang xảy ra càng ngày càng nhiều. Cái mức độ mà tàn ác càng ngày càng tăng lên thì cái điều đó là một điều hết sức đáng báo động trong trường hợp này. Nếu trong trường hợp có những cái hành vi tàn độc như vậy, vậy thì pháp luật sẽ có những cái quy định về xử lý những cái sự việc nó tàn độc như thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có những người là quan hệ vợ chồng với nhau, không biết là vợ có vấn đề gì hay không, chồng có vấn đề gì hay không, nhưng mà người đó cứ là có những cái lời chì chiết, lăng mạ, xúc phạm. Mỗi lần người vợ đi làm về trễ là cô đi với ai vậy? Cô ngủ với sếp cô phải không? Có những cái lời đó rất là thường xuyên luôn á. Thì những cái người như vậy, đầu tiên á, là không phải là anh là chồng thì anh có quyền làm như vậy, mà anh phải chịu mức phạt vi phạm hành chính trong trường hợp này, bởi vì anh đã vi phạm quy định của pháp luật và mức phạt trong trường hợp này sẽ là từ 5 đến 10 triệu đồng trong một mối quan hệ gia đình nha. Có nghĩa là chồng là vợ mà vẫn bị phạt. Đúng rồi. Còn nếu như chúng ta nói đây là một cái mối quan hệ không ràng buộc trong khuôn khổ pháp lý là vợ là chồng, không phải là mối quan hệ gia đình á, mà là những mối quan hệ bên ngoài, yêu đương chẳng hạn. Khi mà một người có cái hành vi chì chiết xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác là vi phạm quy định pháp luật rồi. Và trong trường hợp này là được quyền yêu cầu xử lý. Và trong trường hợp mà có thể ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe còn phải bồi thường nữa kìa. Yeah. Đó là chúng ta tách hai cái đối tượng đó ra. Và trong trường hợp nó hơn cái mức phải xử phạt vi phạm hành chính, chẳng hạn như không chỉ là nói đâu, nói không có đã cái nư của người trong cuộc, cái tính người ta ghen mà, thì người ta ra tay
tay chân động chạm gì đó, đánh đập hoặc là ngay cả giết người, đúng không? Thì lúc đó tùy mức độ mà pháp luật sẽ có cái hình thức xử lý. Nếu chỉ là đánh đập mà chưa gây cái tỷ lệ thương tích đến 11%, thì trong một số trường hợp như vậy thì chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, thì phải chịu mức phạt vi phạm hành chính từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Còn nếu mà mức tổn hại đến sức khỏe của người khác từ mức 11% trở lên, lúc đó giám định sẽ rõ cái tỷ lệ thương tật ha, thì lúc đó là phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc là cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Thì tùy cái tỷ lệ thương tật mà đối diện với cái mức phạt tương ứng. Ví dụ như tỷ lệ thấp nhất là có thể đến 3 năm tù, cao hơn nữa có thể đến 10 năm tù, 12 năm tù, hoặc là một số trường hợp là gây cái tổn hại đến nhiều người. Chẳng hạn như trong trường hợp vừa qua chúng ta thấy đó, là một người tưới xăng mà ảnh hưởng đến hai người, đúng không? Yeah. Lúc đó cái tỷ lệ thương tật có thể là tùy theo cái mức độ mà chịu trách nhiệm cao hơn đối với nhiều người bị xâm hại về sức khỏe. Ngoài ra, nếu như chúng ta thấy ra một số tình huống là không chỉ làm tổn thương về sức khỏe, không chỉ là cố ý gây thương tích mà còn chết người nữa, thì đó là tội giết người. Mà tội giết người thì theo quy định của pháp luật đến mức ở tù là có thể đến 20 năm, đôi khi là sẽ chung thân hoặc tử hình, tùy theo cái hành vi phạm tội nó như thế nào. Yeah. Theo luật sư thì cách nào để chúng ta có thể kiềm chế lại những cái cơn nóng giận và cuồng ghen như thế ạ? Chúng ta phải làm chủ được cảm xúc của mình, chúng ta phải có cách để cân đối và làm sao cho tâm lý của mình vững vàng là việc đầu tiên. Cái thứ hai là không ai nói hay được á. Khi chúng ta có cố cỡ nào nhưng mà gặp cái chuyện bực quá biết làm sao hả Duy, thì lúc đó bản thân mình nên có một cái cách khác để đi qua cái cơn giận. Có thể là chúng ta tìm đến một cái nơi nào đó, một cái người tin cậy, một cái đơn vị tư vấn tâm lý chẳng hạn. Bây giờ những cái vấn đề tâm lý rất là nhiều nơi có thể hỗ trợ để chúng ta có thể lắng nghe một cái lời khuyên hữu ích, thay vì đi qua nói với đứa bạn sùng sùng lên: mày đánh nó đi, tao đi với mày thì thôi rồi luôn, đúng không? Thì chúng ta phải có một cái nơi để chúng ta xả ra những cái lúc mà chúng ta không kiểm soát được bản thân mình. Thì thật ra nói thì cái gì cũng dễ hết trơn á, nhưng mà khi chúng ta gặp cái tình huống là người mình yêu có vấn đề đi thì lúc đó mới kiểm soát được là hoặc là biết được là mình như thế nào. Tuy nhiên thì Như nghĩ rằng á, là chúng ta nói cái câu chuyện pháp lý ngày hôm nay không phải để cho vui. Chúng ta hãy hình dung như thế này: chỉ cần chúng ta mất kiểm soát bản thân, chỉ cần chúng ta không biết cách cân bằng cuộc sống, chỉ cần chúng ta có những cái hành vi mà vượt quá cái giới hạn về pháp luật, thì thứ nhất là bị xử phạt, thứ hai là bị ở tù, thứ ba là tiêu tan hết tất cả những cái gì mà chúng ta đang cố gắng giữ. Thì đó là một cái điều mà bản thân chúng ta phải tự nhắc nhở mà thôi. Đối với những cái người bên cạnh thì chúng ta nên có trách nhiệm với những cái lời khuyên, những lời động viên cho cái người trong cuộc. Bởi vì người ta đã không tỉnh táo rồi, mình là người bên cạnh thì lại có những hành vi xúi dục người khác hoặc là đổ dầu vào lửa nữa, đâm ra là cháy hết trơn. Và đó là một cái lời mà Như muốn chia sẻ từ góc độ của một luật sư dành cho những người xem chương trình ngày hôm nay, để chúng ta có ý thức hơn về cái việc là chúng ta nên bên cạnh nhau một cách lành mạnh và tuân thủ quy định pháp luật. Và xã hội bây giờ thì văn minh lắm. Tôi cũng mong rằng là những cái người bạn đôi khi ngồi với nhau chén chú chén anh á, đừng có đốc nhau, đừng có đá đểu nhau, đừng có những cái hành vi xúi dục nhau. Tao thấy dạo này vợ mày thân với thằng này lắm nha, này nọ nọ kia. Vì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên dành những cái lời hay ý đẹp, và chúng ta cũng nên giúp cho người bạn của mình giữ được cái sự bình tĩnh, để những cái câu chuyện ngỡ đâu là cái sự ghen tuông nhẹ nhàng dần dần trở thành những cái cơn cuồng ghen. Một lần nữa cảm ơn luật sư Đinh Thị Quỳnh Như đến từ công ty An Luật ạ. Cảm ơn Đào Duy và xin cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị, xây thì khó, chứ phá thì cực kỳ dễ. Người hay ghen khó giữ được tình cảm của người yêu, bởi họ không thể giữ được lòng mình bình yên, thì nói gì đến là việc giữ tình yêu. Vậy thì thay vì không kiểm soát được cảm xúc là la mắng, trách cứ đối phương, bởi sẽ chẳng có xảy ra bất cứ một điều gì tốt đẹp mãi mãi, thì chúng ta hãy chia sẻ một cách thẳng thắn và thành thật với những mối lo của mình, để họ biết và hiểu được. Bạn và người ấy có thể dùng chính sự ghen tuông để hiểu thêm về nhau và xây dựng được mối quan hệ tình cảm ngày càng bền vững. Việc kìm nén, cất giấu cảm xúc nội tâm độc hại, tiêu cực, không lành mạnh có thể dẫn đến cảm giác tồi tệ hơn. Dạ vâng ạ. Hãy chọn cho mình ai đó để có thể giải tỏa cảm xúc về những mối quan tâm và lo lắng của bạn. Dù là gia đình, bạn thân hay đồng nghiệp, chỉ cần đó là người thấu hiểu và tin tưởng được. Gác lại câu chuyện bức xúc vừa rồi, sau đây chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng thư giãn qua cuộc gặp gỡ với một đối tượng rất là đặc biệt. Đó chính là chú gà này. Quý vị đừng coi thường nó nha. Chú gà này rất thông minh đấy, vì nó biết đón khách và thích được vuốt ve nữa cơ.
Ủa, không biết là Đào Duy có nhầm lẫn hay không ạ? Không biết là có nhầm lẫn với con chó hay con mèo gì không? Bởi gà thì làm sao mà lại thích được vuốt ve? Tôi nghĩ rằng là tôi không có đến mức nhầm lẫn như vậy đâu. Thưa quý vị, chú gà này đang trở thành gương mặt thương hiệu của một tiệm hớt tóc ở Cần Thơ. Vì khách đến hớt tóc thì đều hỏi là gà đâu rồi? Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ chú gà tre có tính cách rất đặc biệt này quý vị nha. Nằm bên cầu Nhị Kiều, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, tiệm hớt tóc Nam Thế Duy của anh Ngô Văn Duy, 48 tuổi, từ lâu đã trở thành điểm cắt tóc quen thuộc của người dân địa phương. So với các salon tóc hiện đại, máy móc cao cấp thì cơ sở anh khá bình dân. Thế nhưng căn tiệm nhỏ lúc nào cũng đông đúc khách, một phần vì anh Duy đã cắt tóc 30 năm nên có nhiều khách quen. Mặt khác, trong tiệm của anh có một nhân viên rất đặc biệt. Đa số khách đến hớt tóc đều tìm kiếm nhân vật này. Nhân viên ấy chính là chú gà tre lai. Chủ tiệm cho biết chú gà này được người em dưới quê tặng. Lúc gà mới 10 ngày tuổi, anh đã đem về thả nuôi trong tiệm, đến nay cũng được 3 năm rưỡi. Chú gà này lai giữa gà tre Tân Châu với gà rừng. Kích thước khá nhỏ, chừng 900 gram. Ban ngày, anh thả chú gà quanh quẩn trong tiệm, tối đến mới cho gà vô chuồng ngủ. Dù không nuôi nhốt, nhưng thú cưng của anh Duy rất thông minh, chỉ đi loanh quanh trong tiệm, biết đi vệ sinh đúng chỗ. Khi có khách đến, đôi lúc nó sẽ gáy hoặc cục tác giống như báo hiệu có khách đến hớt tóc. Lắm lúc nó nhảy lên chân khách đòi vuốt ve. Và câu chuyện độc lạ tiếp theo có liên quan đến chai nhựa này đây. Theo Thu Hà thì chai nhựa này được dùng để làm gì ạ? Thu Hà nghĩ đơn giản thì chai nhựa dùng để đựng nước thôi ạ? Dạ, không có đơn giản như vậy đâu. Bởi vì nếu mà đơn giản như thế thì có lẽ chúng ta đã không mang đến chương trình này rồi. Thưa quý vị, chai nhựa này chính là công cụ để người ta câu cá đối. Minh chứng là ở thành phố Đà Nẵng, các cần thủ chỉ cần mang theo chai nhựa, bột mì và dây cước là có thể mang về từ 2 đến 3 kg cá đối tươi rói mỗi ngày. Sau buổi cơm trưa, các cần thủ sửa soạn dụng cụ cần thiết đến cầu Phú Lộc, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để săn cá đối. Thay vì dùng cần câu và lưỡi thông thường, thì chỉ cần mang một chiếc chai nhựa, bịch bột mì và đoạn dây cước là đủ cho buổi chiều hứa hẹn đầy ắp cá. Ra đến chân cầu, cần thủ thả chiếc chai xuống sông để lấy nước. Sau đó pha một ít bột mì vào, rồi ném ngược lại chiếc chai xuống sông. Sở dĩ câu cá đối không dùng cần và lưỡi là vì loài cá này rất đặc biệt. Chúng không ăn mồi tanh, thích nhất là bột mì. Khi nghe mùi bột thơm nức, cá sẽ vào ăn ngay. Chờ khoảng 5 phút khi cảm nhận dây cước động đậy. Lúc này, cần thủ kéo chai lên và bên trong là chú cá đối đang quẩy đuôi tung bọt nước. Theo các cần thủ chia sẻ, không như các loại cá khác, cá đối chỉ biết bơi thẳng. Một khi đã chui vào chai thì chúng cứ bơi về phía trước mà tông thẳng chứ không lui trở ra được. Hiểu được tập tính nên các cần thủ mới sáng chế ra cách câu độc đáo này. Tiếp theo là một câu chuyện thú vị có liên quan đến hình ảnh này. Dạ, theo Đào Duy thấy thì hình như đây là một chiếc hộp đựng iPhone phải không ạ? Dạ đúng rồi. Hình như đây là đời cũ lắm rồi, đời đầu thì phải. Dạ chính xác, nó không chỉ là chiếc iPhone đời đầu mà điều đáng để Thu Hà giới thiệu đó chính là chiếc iPhone này còn nguyên hộp nguyên siêu chưa hề được khui ra. À nếu vậy thì đây phải là một chiếc điện thoại có giá trị lắm đây. Tất nhiên rồi ạ, giờ mà chúng ta có thể kiếm đâu được một cái chiếc iPhone đời đầu mà còn nguyên hộp thế này thì cực kỳ khó. Không biết là Đào Duy có thể đoán là cái chiếc iPhone này được bán với giá bao nhiêu không ạ? Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ chi ra số tiền khoảng 4-500 triệu gì đó cho một cái chiếc điện thoại có giá trị như vậy. Dạ, còn thấp lắm ạ. Dạ. Người ta dự kiến là đã được bán gấp đôi so với số tiền mà Đào Duy vừa đoán. Nghĩa là nó sẽ phải trên 1 tỷ ạ? Dạ, chính xác. Được biết đây là chiếc iPhone phiên bản 8GB chưa từng mở hộp và được tặng cho một nghệ sĩ xăm hình tên Karen Green để chúc mừng cô được nhận công việc mới. Thông tin này được cô tiết lộ trên sóng truyền hình vào năm 2019. Vào thời điểm đó, một chuyên gia đã định giá chiếc iPhone này có giá là 5.000 đô la Mỹ. Nhưng chỉ 4 năm sau, sản phẩm này đã được đấu giá lên đến 50.000 đô la Mỹ. Nếu tính ra tiền Việt, đó chính là 1 tỷ 172 triệu đồng. Và cái giá này cao gấp 10 lần so với năm 2019 và gấp 83 lần so với giá gốc ban đầu. Chắc là nhiều khán giả cũng sẽ suy nghĩ giống Đào Duy là tại sao chủ nhân của chiếc điện thoại này không mở nó ra để sử dụng ạ? Theo thông tin của tổ chức bán đấu giá cho biết, thì chiếc iPhone này bị chủ nhân cho ra rìa chỉ vì kết nối mạng không được ngon, rất là hạn chế.
Đúng là lạ đúng không Đào Duy? Dạ đúng ạ. Dạ, chiếc máy này coi như vứt đi, vậy mà bây giờ có giá trị lớn đến như thế. Cái cô chủ nhân của chiếc máy này cũng may mắn đấy chứ. Dạ đúng là trên đời này không hiếm để chúng ta có thể gặp gỡ những câu chuyện lạ và may mắn như thế. Như là câu chuyện về cô gái người Tây Ban Nha sau đây. Chuyện là có một cô gái tên Natalia, lúc ăn tối ở một nhà hàng đã gọi một đĩa nghêu. Sau khi ăn xong con đầu tiên thì cô cảm nhận một vật thể hình cầu nhỏ ở trong miệng của mình. Và khi lấy ra xem thì cô cảm thấy rất sốc khi nhận ra đó chính là một viên ngọc trai màu tím. Sau đó thì các chuyên gia ước tính viên ngọc trai tím này có giá trị khoảng hơn 4.300 đô la Mỹ, tức là khoảng hơn 100 triệu đồng. Dạ, không biết là sao viên ngọc nhỏ nhỏ như thế mà lại có giá đắt đến vậy ạ? Dạ, bởi vì ngọc trai thì nó cũng đã đắt rồi, mà ngọc trai có màu tím thì nó lại càng giúp cho viên ngọc này có giá trị hơn. Cảm ơn Đào Duy với những thông tin vừa rồi đã giúp cho Thu Hà có thêm những kiến thức về ngọc trai. Và thưa quý vị, tạm quên câu chuyện may mắn về rồi. Ngay sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ một người đàn ông hết sức đặc biệt. Người được truyền thông quốc tế quan tâm đến trong thời gian gần đây. Là người đàn ông này đây đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Duy cảm thấy hình như ông ấy cũng không có điều gì đặc biệt cho lắm. Từ từ đã nào, Đào Duy không nên nhìn mặt mà bắt hình dung như vậy ạ. Đặc biệt đâu chỉ có dáng vẻ bề ngoài. Điều đặc biệt mà Thu Hà đang muốn nói ở đây đó chính là bức hình này. Thưa quý vị, ông ta đã gần 70 tuổi và vẫn sống cùng với 12 người vợ, 102 người con và 576 đứa cháu của mình trong một ngôi nhà tại làng Lusaka của Uganda. Dạ, rất là nhiều người sẽ cảm thấy wow, sao lạ dữ. Tại quốc gia Uganda, chế độ đa thê được coi là hợp pháp. Nhưng danh xưng người đàn ông có 12 người vợ và số lượng con cháu hàng khủng như ông Musa Hasahiya là trường hợp duy nhất. Được biết, ông Musa kết hôn với người vợ đầu tiên vào năm 1971, khi chỉ mới 16 tuổi. Lý do để người đàn ông này vẫn tiếp tục kết hôn sau đó cũng rất ư là lạ kỳ, sợ gia tộc tuyệt vọng. Vì lẽ đó, ông Musa liên tục lấy vợ và sinh con khi kinh tế mỗi lúc một ổn định. Nhờ có đất đai trong tay, ông và các bà vợ cùng sản xuất nông nghiệp để lo đủ lương thực cho gia đình đông người. Đến thời điểm hiện tại, ông Musa không còn nghĩ đến chuyện có con với các bà vợ vì kinh tế gia đình có hạn. Ông khuyên các bà vợ còn đang trong tuổi sinh đẻ nên thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. À, thì ra là vì sợ gia đình bị tuyệt vọng nên là người đàn ông này mới liên tục lấy vợ, sinh con, sinh cháu hàng đống như vậy. Mà không biết là Thu Hà nghĩ sao chứ Đào Duy nghĩ sống như thế này thì cũng ngại thật. Thu Hà nghĩ là Đào Duy rất là may mắn khi mà sinh sống ở Việt Nam ạ, chứ không biết là nếu mà sống ở cái ngôi làng Uganda đó thì sẽ như thế nào ạ. Duy nghĩ là nếu mà Duy có lỡ là người Uganda thì cũng đành cam chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Tiếp theo chương trình, báo động tình trạng bẻ khóa xe liên tiếp xảy ra, mọi người cần chủ động phòng chống trộm hiệu quả. Trong chuyên mục Trà Giải Nhiệt, mời quý vị cùng gặp gỡ biệt đội bảo vệ trên cầu Cần Thơ, cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á. Thưa quý vị, nhìn vào hình ảnh hai thanh niên này, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đây là khách ghé vào quán mua đồ. Thế nhưng sự tình thì không phải như vậy. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi tình huống sau đây. Dù miệng thì nói rằng mua một ly cà phê để mang về, thế nhưng thứ mà hai nghi can này mang về lại là một chiếc xe máy. Vụ cướp xe chớp nhoáng này xảy ra ngay trước quán cà phê trên đường Huỳnh Văn Lũy thuộc phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trở lại ít giây trước khi xảy ra vụ việc, một người đàn ông dựng xe máy trước quán rồi vào uống cà phê. Vào thời điểm này, phía trước quán có hai thanh niên chở nhau trên một xe máy chạy ngang qua. Chuyện xảy ra sau đó thì quý vị đã theo dõi ở phần đầu đoạn phim này. Chỉ vài giây, thanh niên ngồi sau đã xuống xe bẻ khóa xe máy rồi cùng đồng bọn chạy mất. Theo chủ xe cho biết, ba lô để phía trước xe có đựng quần áo và giấy tờ tùy thân. Chiếc xe được khóa cổ cẩn thận nhưng nghi can bẻ khóa rất nhanh. Chủ xe đã trình báo vụ việc lên công an phường Phú Mỹ để xác minh làm rõ. Thật không thể ngờ được sự liều lĩnh và màn phối hợp ăn ý khi bẻ khóa xe chớp nhoáng chỉ trong vòng 3 giây của hai tên trộm này. Điều này càng cho thấy sự chuyên nghiệp của các đối tượng bẻ khóa để trộm xe hiện nay. Chỉ cần sơ hở một chút thì tài sản của chúng ta sẽ dâng không cho trộm.
Vâng, một thủ đoạn thường thấy của các tên trộm hiện nay đó chính là phối hợp dàn cảnh đánh lạc hướng nạn nhân, sau đó đồng bọn ra dễ bề hành sự. Mà người phụ nữ trong tình huống sau đây cũng tiếp tục là nạn nhân của chiêu trò dàn cảnh tinh vi này. Nạn nhân trong vụ việc này là chị Ngô Thị Cẩm Giang, 32 tuổi, quê Vĩnh Long. Chuyện là chị đang đứng bán xôi trước khu trọ tại tổ 1, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thì hai thanh niên đi trên cùng một chiếc xe máy đến tiếp cận chị, vờ hỏi mua xôi để đánh lạc hướng người phụ nữ này. Cùng lúc, tên đồng bọn của hai nam thanh niên từ phía sau tới bẻ khóa chiếc xe máy của chị. Phát hiện vụ việc, chị Giang chạy bộ đuổi theo nhưng bất thành. Chị Giang cho biết chiếc xe vừa mua với giá 19 triệu đồng và đang chờ cấp biển số. Đó là tất cả số tiền chị dành dụm sau nhiều năm làm công nhân mới mua được. Này vì có con nhỏ nên chị nghỉ làm ở nhà bán xôi buổi sáng để tiện chăm con. Sau vụ việc, người phụ nữ đã đến công an phường Tân Phước Khánh trình báo. Kính thưa quý vị khán giả, được mệnh danh là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Việt Nam và Đông Nam Á với toàn bộ tuyến dài 15,85 km. Cầu Cần Thơ với chặng đường gần 6 năm xây dựng để hoàn thành đã nối liền hai tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long. Nó trở thành cây cầu huyết mạch để nối các tỉnh miền Tây lại với nhau. Với kỷ lục hiện có cũng như tầm quan trọng như thế, nên cầu Cần Thơ luôn được bảo vệ đặc biệt bởi đội ngũ bảo vệ đặc biệt. Dù là rất nguy hiểm vì phải đối mặt với xe cộ cả ngày lẫn đêm, nhưng biệt đội bảo vệ tại đây vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dẫu thầm lặng nhưng lại mang ý nghĩa hết sức lớn lao. Và hành trình đáng quý của biệt đội bảo vệ trên cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á này cũng là nội dung kết thúc chương trình Nhịp sống đương đại ngày hôm nay. Đào Duy và Thu Hà xin được trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Và quý vị ơi, đừng quên khung giờ phát sóng mỗi ngày của chương trình Nhịp sống đương đại vào lúc 11 giờ và 20 giờ trên kênh BTV1, phát lại vào lúc 12 giờ 30 và 21 giờ 30 trên kênh BTV2, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Và quý vị cũng có thể thưởng thức lại chương trình Nhịp sống đương đại trên kênh YouTube Truyền hình Bình Dương quý vị nha. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những chương trình tiếp theo. Theo nghề ròng rã gần 30 năm, từ lúc còn làm lái phà ở phà Cần Thơ, rồi giờ đây thi hành nhiệm vụ tại cầu Cần Thơ. Với ông Đặng Văn Thức, một thành viên trong đội bảo vệ cầu Cần Thơ, bao nhiêu năm là bấy nhiêu kỷ niệm ông gắn bó với nghề bảo vệ. Ông Thức chia sẻ, ngoài việc dọn vệ sinh cảnh quan trên cầu, các thành viên trong đội cũng phải chia nhau kiểm tra cầu định kỳ. Một chiếc xe tải bị chết máy trên cầu, ông Thức cùng đồng nghiệp nhanh chóng dựng chốt, ngăn xe, tiến hành phân luồng điều tiết giao thông. Ông Thức cho biết, những tình huống như thế này vẫn rất thường xuyên xảy ra trên cầu. Cảm thấy sợ cho những người khác thôi, còn ví dụ giờ mình tai nạn thì mình đi tới mình gặp thì mình ra mình xử lý liền, hoặc là anh em ở mà đi ngang mà báo á thì phải đi tới chỗ để xử lý, báo cho cơ quan chức năng hai bên để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung. Mỗi ca trực có 6 thành viên, cách 15 phút sẽ tuần tra cầu một lần. Trên cầu có 4 tháp, mỗi tháp rộng hơn 10 mét vuông. Có thể nấu nhanh một bữa ăn nhẹ và nghỉ ngơi tại đây. Vui có, buồn có, thậm chí có người tìm được hạnh phúc đời mình trong công việc này. Theo các anh chia sẻ, một đồng nghiệp cũ trong lúc làm nhiệm vụ trên cầu gặp một cô gái có ý định tự tử. Sau lời khuyên răn được cô gái thành công, từ đó kết bạn làm quen, thế là hai người kết đôi với nhau. Đội ngũ bảo vệ cầu Cần Thơ gần 50 người, nhỏ nhất 23 tuổi, lớn nhất 58 tuổi. Đối với người dân dân cầu, có chuyện xảy ra tai nạn thì mình giúp được ai thì giúp, như đó là một điều tốt đối với bản thân, đối với xã hội. Hỏi về nỗi sợ trong lòng, các anh, các chú trong đội tâm sự. Nguy hiểm trên cầu ai cũng e ngại, nhưng ám ảnh nhất vẫn là câu nói "Chú ơi, anh ơi, có tai nạn." Khi ấy dù chưa biết sự cố nhẹ hay nặng, nhưng lòng các chú, các anh cũng đều nặng trĩu vì lo lắng.